Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 383 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Tịch Diệt đạo nhân vừa động đậy, Tịch Diệt Thiên Luân hiện lên, cùng lúc đó hai đại cổ cũng xuất hiện. Đây đều là hắn dùng Bất Diệt Linh Quang để sở luyện, uy lực Tịch Diệt Thiên Luân yếu hơn một chút, mà uy lực của đại cổ lại là pháp bảo có uy lực cực mạnh. Lúc này, Tịch Diệt kiếp cổ thần thời đại cũng đã có dấu hiệu xuất hiện, kiếp số của Thái Nhất đã hiển lộ manh mối, thực lực Tịch Diệt đạo nhân cũng cường đại hơn lúc giao thủ với Giang Nam trước kia. Uy lực hai kiện pháp bảo càng cường đại hơn ngày trước. Tịch Diệt Thiên Luân lay động, chỉ nghe được linh âm nổ lớn. Tịch Diệt kiếp cuồn cuộn vọt tới, đem Giang Nam bao phủ, giống như toàn bộ Tịch Diệt kiếp 17 thời đại tiền sử tái hiện. Tiếng trống chấn động, chỉ thấy Tịch Diệt kiếp số hình cuối cùng. Tiếng trống chấn động, chỉ thấy Tịch Diệt kiếp cuối cùng cũng hiện lên xoắn tới Giang Nam. Mà tiếng trống lớn vừa chuyển, liền nhìn thấy vô số con mắt từ mặt trống còn lại cũng mở ra, kiếp quang như mưa bắn về phía Giang Nam. Cùng lúc đó, Thanh Liên Tiên Tôn cũng tới lên Hồng Mông Thanh Liên, uy lực pháp bảo đã tăng lên không ít, càng ngày càng tiếp cận Nguyên Thủy chi bảo. Hai Tiên Tôn giáp công, trong tay Giang Nam cầm Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm. Một kiếm bay ra, chỉ thấy trong hư vô xuất hiện vô số thiên địa, lực phá Tịch Diệt va chạm cùng Tịch Diệt Thiên Luân, cùng kiếm quang chấn động. Tịch Diệt Thiên Luân cao cao bắn lên, không cách nào mà chùm xuống. Tiếng trống thùng thùng chấn động, mặt nhật kiếp âm cũng vang lên. Cuối cùng, Tịch Diệt kiếp chấn áp xuống, Giang Nam bứt lui về phía sau. Hồng Mông Thanh Liên từ sau lưng bay tới. Oanh một tiếng, bàn tay của hắn vỗ về phía sau, va chạm cùng Hồng Mông Thanh Liên. Tay phải thì cầm bảo kiếm chém tới Tịch Diệt kiếp, đồng thời đối kháng với hai thiên tôn. Tiếp theo bàn tay hắn vỡ tan, kiếm quang cũng chỉ ngăn cản ma cổ trong nháy mắt đã bị Tịch Diệt đạo nhân áp chế xuống. Hồng Mông Thanh Liên cùng ma cổ trước sau đánh tới, Tiên Thiên Lô Bồng phóng xuất hào quang đón đỡ cả Thanh Liên lẫn ma cổ, làm cho Lô Bồng bị chấn loạn, hồng trung sinh sôi tan vỡ. Bên trong Lô Bồng, bồ đoàn hao tổn, lư hương bị hủy, người khổng lồ trong Lô Bồng cũng bị chấn nát. Lô Bồng chỉ còn lại khung xương, lực phòng ngự hao tổn thật nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cho rằng dùng linh bảo là có thể ngăn cản được chúng ta hay sao? Hôm nay chúng ta phải đánh nát ngươi. Thanh Liên Tiên Tôn đánh một chưởng lên Lô Bồng, Lô Bồng nhất thời vỡ thành 4-5 mảnh, phòng ngự của Giang Nam cũng tản ra. Tịch Diệt đạo nhân lập tức dùng Thiên Luân đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Đúng ngay lúc này, chỉ thấy một chậu sành trong Lô Bồng tỏa sáng hào quang, một Lô Bồng mới tinh dâng lên ngăn trở một kích của Tịch Diệt đạo nhân. Giang Nam nhân cơ hội một kiếm chém tới, Tịch Diệt đạo nhân thu hồi Thiên Luân chắn ở trước người. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, kiếm quang xuyên thủng Thiên Luân, đâm vào ngực của Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt linh quang lập tức tràn ra ngoài. Tịch Diệt đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau. Vào lúc này, Hồng Mông Thanh Liên hung hăng đánh lên Lô Bồng, ma cổ cũng đánh trúng nó. Hai chí bảo lập tức đánh vỡ Lô Bồng thành 4-5 mảnh. Thanh Liên Tiên Tôn mừng rỡ, mười ngón tay mang theo chân khí vô cùng nguy hiểm đánh thẳng vào người Giang Nam. Trong Lô Bồng bị phá nát lại xuất hiện một chậu sành, nguyên thủy khí bắt đầu khởi động, nhẹ nhàng nhoáng lên, lại thêm một Lô Bồng mới xuất hiện ngăn trở một kích của Thanh Liên Tiên Tôn. Kiếm quang quét tới, đầu ngón tay Thanh Liên Tiên Tôn bị chém rụng, hắn vội vàng thu tay lui về phía sau. Sao Lô Bồng này? Tịch Diệt đạo nhân cùng Thanh Liên Tiên Tôn trước sau nếm phải thiệt thòi, đều hít sâu một hơi, có chút kinh ngạc mà nhìn tới. Tiên Thiên Lô Bồng bị bọn hắn đánh vỡ hai lần, thế nhưng lại tái tạo trở lại, lực phòng ngự không hề suy giảm,
ngược lại còn đánh cho họ bất ngờ, không kịp phản ứng, vì vậy mà nếm thiệt thòi. Hai vị thiên tôn, lô bồng này của ta có xài được không? Giang Nam cầm kiếm đánh tới Thanh Liên Thiên Tôn, hắn cười nói: Trò vặt vãnh. Thanh Liên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiện lên Tam Hoa Tụ Đỉnh, Thanh Liên Tam Thánh hiện lên, toàn lực thúc dục Hồng Mông Thanh Liên đối chiến cùng Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm. Chỉ có kẻ vô sĩ mới luyện ra pháp bảo vô sĩ như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi xem ta làm sao phá giải bảo vật của ngươi đây. Tịch Diệt đạo nhân từ sau đánh tới, hai người lại với công Giang Nam, rất nhanh lại đem lô bồng đánh cho dập nát. Thanh Liên Thiên Tôn mất sắc, nhìn qua chậu sành, lập tức vung liên hoa đánh vỡ chậu sành, cười nói: Không còn chậu sành này, ta xem ngươi làm sao mà ngăn cản đây. Lời vừa dứt, chỉ thấy chỗ chậu sành bị phá nát lại hiện ra một lô bồng mới, bên trong có đầy đủ chuông, bồ đoàn, lư hương, dây thừng, còn có một chậu sành khác nữa. Thanh Liên Thiên Tôn cùng Tịch Diệt đạo nhân đều kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ cần đánh nát chậu sành thì pháp bảo kỳ dị của Giang Nam sẽ hoàn toàn hủy diệt, không nghĩ tới trong chậu sành vẫn còn lô bồng. Chậu sành vừa vỡ, lô bồng liền nhảy ra. Càng thêm tức giận chính là trong lô bồng lại có một chậu sành mới. Chỉ có vô lại mới có thể luyện chế được pháp bảo vô lại như vậy. Thanh Liên Thiên Tôn chán nản, nhất thời biết chậu sành căn bản không phải mấu chốt phá giải tiên thiên lô bồng. Mấu chốt chính là Giang Nam. Vô luận hắn đánh vỡ lô bồng bao nhiêu lần, đánh nát chậu sành bao nhiêu lần, chỉ cần không giết được Giang Nam thì lô bồng vẫn sẽ xuất hiện. Mà Giang Nam có tiên thiên lô bồng bảo hộ, muốn hoàn toàn đánh chết cũng không dễ dàng. Điều này biến thành một sự tuần hoàn ngõ cụt. Kỳ thật tiên thiên lô bồng có thể kỳ dị như thế, mấu chốt là vì có Nguyên Thủy Đại Đạo. Nếu không có được tạo hóa sinh sôi vô cùng vô tận, tiên thiên lô bồng đã sớm bị vỡ nát. Cứ như thế lặp đi lặp lại, thậm chí bọn hắn đánh Giang Nam trọng thương, thế nhưng còn chưa kịp giết hắn lại bị lô bồng xuất hiện đánh văng bọn hắn ra ngoài. Hơn nữa Giang Nam còn thỉnh thoảng nhân cơ hội đánh trúng người họ, dù cẩn thận như thế nào họ cũng sẽ bị đánh tổn thương. Hai thiên tôn càng đánh càng giận dữ. Thanh Liên Thiên Tôn đột nhiên tới lên Hồng Mông Thanh Liên, bang một tiếng đánh lên người Tịch Diệt đạo nhân. Mà vào lúc này Tịch Diệt đạo nhân cũng dùng ma cổ đánh lên người Thanh Liên Thiên Tôn. Hai người đồng thời bị thương, đều tự quay đầu rời đi, một khắc không dám dừng lại. Vừa rồi hai người còn liên thủ đối phó với Giang Nam, trong chớp mắt liền phản bội hạ sát thủ với đối phương. Hai người đều biết tạm thời không làm gì được Giang Nam, vì thế muốn thừa dịp đối phương không phòng bị mà đánh trọng thương đối phương. Kết quả hai người ôm cùng một ý đồ, lại đồng thời ra tay, song song bị thương. Mà hiện tại Giang Nam còn ở bên cạnh, vì vậy chỉ có thể rút lui. Thật đúng là hai lão hổ ly mà. Giang Nam bị thương không nhẹ, hắn lập tức xếp bằng ngồi tu dưỡng chữa thương. Hắn thầm nghĩ: Linh quang phân thân của Thanh Liên Tiên Tôn tuyệt đối không thể tranh qua được Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt tiên đạo sẽ rơi vào trong tay Tịch Diệt. Mà đôi bên đều hiểu biết về Tịch Diệt tiên đạo, muốn bù đắp vẹn toàn cũng không phải khó khăn gì. Giang Nam cảm giác vô cùng nguy cơ. Nếu ta không thể nhanh chóng đem tiên thiên lô bồng cùng Đại La Thiên tăng lên tiên thiên chí bảo, chỉ sợ sẽ không đủ lực lượng để bảo vệ bản thân. Khi đó thực lực của Thanh Liên Tiên Tôn sẽ càng mạnh hơn bây giờ mấy lần. Tiên thiên lô bồng chỉ có cấp bậc linh bảo, căn bản sẽ không đủ phòng ngự. Cũng trong lúc đó, Thanh Liên Tiên Tôn trở lại hành cung, thoáng trầm ngâm một lát, Triệu Thái Nhất tới nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hư cơ hội chứng đạo của ta, mưu hại Ma Kha, làm cho ta không thể lấy được toàn bộ Tịch Diệt tiên đạo. Ta cần bế quan suy diễn Tịch Diệt tiên đạo tới cảnh giới đạo quân. Nhưng vì sư đã đáp ứng ngươi, ngăn cản Tịch Diệt kiếp cho ngươi, tự nhiên ta phải giữ lời. Ai là đại thiên tôn, chỉ cần ta lấy bảo chứng đạo thành công sẽ có kết quả thôi. Thái Nhất nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Những năm gần đây hắn bị Tịch Diệt chân khí tra tấn, đã trở nên giả nua, biến thành một lão ông. Lực lượng bị chân khí Tịch Diệt làm hao mòn gần nửa. Nếu còn tiếp tục như thế, hắn sẽ không cách nào vượt qua kiếp số của mình được. Thanh Liên Tiên Tôn mỉm cười nói: Khoảng cách Tịch Diệt kiếp trong cơ thể của ngươi hoàn toàn bạo phát còn 500 triệu năm nữa. Ngươi sẽ từng ngày suy sụp mà già nua, thẳng tới lúc kiếp số bạo nổ sẽ vẫn lạc đi,
tịch diệt, hóa thành tro bụi. Hiện tại ta sẽ đem hồng mông tiên thiên đánh vào cơ thể của ngươi, chấn áp chân khí tịch diệt, cho ngươi không tiếp tục suy nhược. Hồng mông tiên thiên hóa thành đạo thân của ta, ngày ngày tụng kinh, giúp ngươi lĩnh ngộ tam nguyên tiên thiên đạo cánh, đem tam nguyên hóa thành thái nhất tiên thiên đạo cánh. Trên đỉnh đầu của hắn hiện lên một đóa hồng mông thanh liên, từ từ rơi vào trong cơ thể của thái nhất. Thái nhất xem xét, nhìn thấy trong hồng mông thanh liên có một thanh liên đạo nhân đang ngồi, quanh thân hiện lên bất diệt linh quang, kết hợp cùng tam nguyên tiên thiên bất diệt linh quang của hắn, quả nhiên đã chấn áp chân khí tịch diệt trong người hắn, ngăn cản tam nguyên tiên thiên đại đạo tiếp tục mục giữa. Hơn nữa có thanh liên đạo nhân tụng kinh văn huyền diệu khó lường, đích xác làm cho hắn thu hoạch rất nhiều, lấy được ích lợi không nhỏ. Thanh liên tiên tôn nói: Thái nhất tiên thiên không thua gì thái cực tiên thiên. Khi người đem thái nhất tiên thiên tu luyện tới cảnh giới tối cao, hơn nữa có bất diệt linh quang của ta bảo hộ, tịch diệt kiếp trong cơ thể của ngươi không thể tổn thương ngươi mảy may. Nhưng đây cũng chỉ là bảo vệ, không bị tịch diệt kiếp gây thương tích mà thôi. Đợi khi tịch diệt kiếp bạo nổ, vẫn còn chàng sát kiếp kia. Sát kiếp này tới từ tịch diệt đạo nhân. Kiếp số nổ báo thì tịch diệt đạo nhân sẽ men thao tịch diệt kiếp mà tới, xuất hiện trong cơ thể của ngươi, đoạt đi đạo quả của ngươi, diệt thần hồn của ngươi. Trong lòng thái nhất rung mạnh, thấp thanh nói: Tịch diệt đạo nhân xuất hiện trong cơ thể của ta sao? Thanh liên tiên tôn gật đầu nói: Tịch diệt đạo nhân tương hợp cùng tịch diệt đại đạo, chỉ cần kiếp số trong cơ thể ngươi nổ báo, hắn sẽ xuất hiện trong cơ thể ngươi, đem ngươi tịch diệt, thật khó thể phòng bị. Nhưng ngươi yên tâm, tịch diệt kia chỉ là đạo thân mà thôi, mà đạo thân của ta ở trong cơ thể ngươi, có thể chém giết hắn cho ngươi độ kiếp được. Đến đây, thái nhất đã hoàn toàn thán phục, nếu chính bản thân hắn độ kiếp, khẳng định không qua được. Nếu không chết trong tịch diệt kiếp, thì sẽ bị tịch diệt đạo nhân đánh thành tro tàn. Mà nay đã có thanh liên tiên tôn tương trợ, trận kiếp số này có thể hóa nguy thành an. Sư tôn, nguyên thủy tiên tôn phá hủy cơ hội chứng nguyên thủy của ngươi, sư tôn có thể tu luyện trở về hay không? Thanh liên tiên tôn ha ha cười nói: Hắn phá hủy cơ hội chứng đạo của ta, chỉ ngăn cản ta một lát mà thôi, còn không thể hoàn toàn ngăn trở ta được. Trong 500 triệu năm, ta nhất định chứng nguyên thủy, lấy bảo chứng đạo thành công. Chờ tới lúc đó, không còn ai là đối thủ của ta nữa. Đừng nói là hắn ta, dù là tịch diệt đạo nhân cũng sẽ bị ta hóa thành tro bụi. Cái gì mà tiên thiên bất diệt, trước mặt nguyên thủy chi bảo, tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Thái nhất lui ra, thanh liên tiên tôn thầm nghĩ: Thiên hạ này, đạo quân kể cả thiên tôn đã đạt tới 255 người, đạt tới cực hạn của thời đại tiên đạo đủ khả năng thừa nhận. Nhất định phải có một đạo quân vẫn lạc, thiên quân mới có thể chứng được đạo quân. Thanh liên tiên tôn trầm ngâm một lát, tam hoa tụ đỉnh, thanh liên tam thánh bước xuống, đi ra ngoài cung mở đàn. Tương lai, nếu như tiên đạo xuất hiện, dấu hiệu tịch diệt kiếp, sẽ có trường hạo kiếp xuất hiện. Bởi vậy, tụ tập thiên quân có thể chứng đạo, mới có thể chiếm cứ ưu thế trong hạo kiếp được. Mà lúc này, ở Đại La Thiên, mỗi 500 vạn năm, Giang Nam mở đàn truyền đạo một lần, dẫn dắt thiên hạ, thiên quân cùng đạo quân kéo tới nghe giảng. Đạo không đạo nhân cùng đế lân cũng thường thường truyền đạo. Nhưng có một loại hiện tượng làm người ta bất an xuất hiện. Dù bốn thiên tôn là người có tài trí 102 trong thiên hạ, thậm chí có cường giả thời tiền sử xuất hiện, nhưng truyền đạo lâu như thế, số lượng thiên hạ đạo quân vẫn là như vậy. Từ 900 triệu năm trước cho tới bây giờ, chỉ có một mình Tịch Ứng Tình chứng đạo quân, ngoài ra không còn ai chứng đạo. Số lượng đạo quân vẫn duy trì trong 255 người. Nguyên bản có 256 người, thế nhưng Khuê Dực đạo quân bị giáng tai vạ bất ngờ, bị hỏa quang đè chết, chỉ còn 255 người. Về sau, khi Ma Kha sắp chứng đạo, lại bị hỏa quang đè chết, cũng không tăng thêm người nào. Bởi vậy, dưới trướng của Giang Nam có tổng cộng 50 đạo quân. Ngoài ra trừ Khổ Hạnh giáo chủ cùng hậu tôn, phần lớn đều là môn hạ thanh liên tiên tôn. Thậm chí cả Thiên Hoang, Vô Tà cũng đầu phục vào chỗ thiên tôn. Đạo quân dưới danh nghĩa thanh liên tiên tôn có 120 người. Dưới trướng có Thái Nhất, Ngọc Kinh, Cản Nguyên, tụ tập đông đảo cường giả, thiên quân càng nhiều vô số kể. Dưới trướng của Đế Lân chỉ có Tự Nhiên, Thái Chân cùng Huyền Đô,
cùng một ít đại tân sinh đạo quân, khoảng 31 người. Tiền ma hai đại vũ trụ phát triển vẫn cực kỳ kinh người, hai giới không ngừng khuếch trương, tràn ngập ra thật nhiều thiên quân. Số lượng thiên quân hai vũ trụ gần vạn, thế nhưng lại không có ai chứng được đạo quân. Bởi vậy có người suy đoán 255 đã là con số cực hạn. Nếu muốn chứng đạo quân, phải có đạo quân vẫn lạc thay vào, nếu không, không cách nào mà chứng đạo. Làm cho các thiên quân vui sướng chính là nhiều năm nay lại có hơn 10 đạo quân khi luyện chế tiên thiên pháp bảo lại bồi cả tính mạng của mình đi vào. Nhờ vậy lại có hơn 10 thiên quân chứng được đạo quân. Một ngày này, tiên giới chấn động, Đế Lân đi trong nội cung, thế giới thụ chợt dâng lên. Ngày tiếp theo, đạo quả của Đế Lân tỏa sáng hào quang, thế giới thụ cắm rễ trong khánh vân, tràn ngập một cỗ chân khí to lớn, chấn áp tiên ma nhị giới, vô cùng tận, vô cực vô biên. Vạn đạo nổ vang, thậm chí toàn bộ đạo quân đều cảm giác được đại đạo trong cơ thể nổ vang, hướng hành cung của Đế Lân lại trầu thần phục. Đế Lân là người đầu tiên tu luyện tới đạo quân đại viên mãn, lấy nguyên thần chứng đạo. Ngày tiếp theo, đạo quả chứng đạo, làm được đạo dung hợp vũ trụ càn khôn, cùng tiên đạo thời đại tan ra thành một thể. Nguyên thần tiên thiên, một chứng minh thành tam chứng minh, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Cùng ngày đó, Đại La Thiên muôn hình vạn trạng, nguyên thủy Đại La Thiên chấn động, tiên thiên lô bồng chấn động, hào quang sáng ngời, ngọc bích rũ xuống, khí tượng vô cùng kinh người, mơ hồ ngang ngửa với Đế Lân. Không ai biết vị trên Đại La Thiên đặt tới cảnh giới nào, nhưng nhìn khí thế tựa hồ không kém hơn Đế Lân bao nhiêu. Qua thêm mấy trăm vạn năm, Thanh Liên Tiên Tôn đi trong nội cung, Hồng Mông Tiên Thiên chấn động, Hồng Mông Thanh Liên diễn biến ra vũ trụ dị tượng, một chứng thành tam chứng. Thanh Liên Tiên Tôn dĩ thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo thành công. Cái kỳ hạn 1.400.000.000 năm cũng buông xuống. Hỗn độn của thần suy nhược đến không chịu nổi, bởi năng lực sinh sản cực yếu, chỉ có thể dựa vào hỗn độn để sinh ra đời. Mà suốt năm tháng dài dằng dặc như vậy, không có một cổ thần nào ra đời. Chủng tộc hỗn độn cổ thần đã diệt tộc, cổ thần chết hết, chỉ còn lại cổ thần cấp thiên quân đạo quân còn có thể chống đỡ duy trì tính mạng. Tịch diệt kiếp của thời đại cổ thần đã hoàn toàn đi tới 1.400.000.000 năm. Thanh Liên Tiên Tôn chứng đạo, thế nhưng không lập tức ra tay mà chờ đợi tiên đạo thời đại trung kỳ đi tới. Chỉ thêm 200 vạn năm thời gian, thời đại tiên đạo nghênh đón được ngày sinh. Nếu dựa vào quy luật thời đại dĩ vãng, đó là thời kỳ đỉnh phong của tiên đạo, hẳn là từ thịnh chuyển suy. Thời gian trôi qua, đợi khi ngày đó đến, tiên ma nhị giới không gợn sóng, cũng không thấy có dấu hiệu từ thịnh chuyển suy xuất hiện. Không ai cảm nhận được chân khí tịch diệt. Lại qua thêm 1.000 vạn năm, chân khí tịch diệt vẫn chưa xuất hiện, toàn bộ mọi người đều yên lòng. Tịch diệt kiếp của tiên đạo chưa tới, chẳng lẽ đế cùng tôn thật sự ngăn cản được kiếp số rồi hay sao? Bên trong đạo quân điện, vô cực thiên tôn kinh hãi, sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng nói: nếu như thời đại tiên đạo không tan biến, chỉ sợ nhân quả đại đạo của ta sẽ không viên mãn được. Tiên đạo thời đại tan biến là chuyện nhỏ, chẳng qua đem tiên đạo chúng sinh giết hết, nhưng đế cùng tôn đều mạnh tới đáng sợ, là kình địch của ta. Những đạo quân khác tùy tay cũng có thể giết được. Ngoại trừ hai người bọn họ còn có nguyên thủy thiên tôn, đây cũng là đối thủ đáng sợ. Theo lý mà nói, tịch diệt kiếp của hắn sắp tới rồi. Đạo thần thời đại sẽ lâm vào thời kỳ suy nhược, bản thân bị tịch diệt chân khí quấn quanh, từ từ suy bại. Thế nhưng vì sao tên tiểu tử kia còn chưa có nửa điểm động tĩnh gì vậy? Vô cực thiên tôn rất mong chờ và có niềm tin về đạo thần thời đại sẽ suy yếu. Thế nhưng hiện tại hắn lại cảm giác được Giang Nam chẳng những không suy yếu, ngược lại tu vi thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng khuếch trương. Hãm vào tịch diệt, đây là đại nhân quá khi sinh ra trong trời đất này, mượn dùng thiên địa linh khí tu luyện mà tạo thành, thời gian vừa đến tất nhiên phải trả lại cho thiên địa. Mà vũ trụ sinh ra từ trong hỗn độn cũng là một đại nhân quá, thời gian vừa đến cũng phải hoàn trả cho hỗn độn. Vô cực thiên tôn càng xem càng sinh nghi ngờ, hắn thấp giọng nói: tên tiểu tử kia nhất định đang giả vờ thoải mái rồi, trên thực tế hắn đã bị tịch diệt chân khí quấn quanh, tự thân khó mà bảo toàn. Cũng trong lúc đó, thật là thoải mái. Trong Đại La Thiên, Giang Nam thư giãn thân hình, cảm giác được trong cơ thể mơ hồ chuyển ra chân khí tịch diệt, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Nguyên thủy đại đạo của hắn đã đạt tới mức cực trí, bao la vạn trượng. Tịch diệt đại đạo
cũng có thể hóa thành nguyên thủy. Bởi vậy, một khi trong cơ thể hắn có một tia chân khí tịch diệt, hắn liền tự động biến thành chất dinh dưỡng cho nguyên thủy đại đạo. Tịch diệt kiếp của đạo thần thời đại đối với hắn mà nói chẳng những không có lực uy hiếp, ngược lại còn là trợ lực. Vô Cực Thiên Tôn không nghĩ ra nguyên nhân cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Giang Nam đột nhiên khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trong minh minh có một cỗ lực lượng xâm nhập tới, muốn cướp lấy chân khí tịch diệt trong cơ thể mình. Tịch diệt đạo nhân, ngươi tặng thực vật cho ta hay sao? Giang Nam tùy ý cho lực lượng của tịch diệt đạo nhân xâm nhập vào trong cơ thể. Tịch diệt đạo nhân tu thành tịch diệt tiên thiên, chân khí tịch diệt đối với người khác mà nói là tai nạn, nhưng với Giang Nam mà nói là dinh dưỡng. Người này đoạt lấy chân khí tịch diệt của cổ thần bộ tộc, tu vi thực lực tăng vọt, Giang Nam chính là tiên tôn, hắn tự nhiên càng không thể bỏ qua được. Hắn có lực lĩnh ngộ tịch diệt đại đạo hơn xa những người khác, đoạt lấy đại đạo bị biến thành chân khí tịch diệt của người khác chẳng khác gì trở tay, vô thành vô tức, mặc dù là đạo quân cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy lực lượng của mình càng ngày càng ít đi. Thế nhưng gặp phải Giang Nam, hắn liền bị nhục. Giang Nam đợi cho lực lượng của hắn xâm nhập vào trong cơ thể mình, nguyên thủy đại đạo nhất thời vận chuyển, đem cỗ lực lượng kia tiêu hóa không còn một mảnh. Tịch diệt đạo nhân lại thử thêm một lần, tự giác lực lượng của chính mình đi vào thân thể Giang Nam như châu đất xuống biển, lập tức biến mất vô tung. Giang Nam cũng không hề phòng bị, tịch diệt đạo nhân dò xét thêm một lần, còn chưa vơ vét được lực lượng của Giang Nam, lực lượng của chính hắn lại mất tích lần nữa. Tiểu tử này ám toán ta, muốn đào trộm lực lượng của ta sao? Tịch diệt đạo nhân rốt cục cũng xác nhận không tiếp tục ra tay nữa. Tịch diệt đạo nhân thật là nhỏ mọn, tặng thêm vài lần cũng được mà. Chân khí tịch diệt trong cơ thể ta cũng không ít, nếu còn cho thêm nữa thì tốt rồi. Tu vi của ta có thể tiến thêm được một bước, trước tiên tu thành đạo quân đại viên mãn rồi. Nguyên thủy đại đạo trong cơ thể Giang Nam tự hành tuần hoàn, trong lòng hắn chỉ hận chân khí tịch diệt trong người mình không đủ. Hắn thầm nghĩ, Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn chứng đạo, tuy rằng không phải cảnh giới nguyên thủy hoàn mỹ thật sự, thế nhưng cũng không tầm thường. Chẳng qua hiện tại ta đã đem nguyên thủy đại la thiên cùng tiên thiên lô bồng luyện thành tiên thiên chí bảo, chưa chắc kém hơn bọn họ. Trong ngày này, Đế Lân cũng lệnh cho Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ đưa thư thỉnh mời, nói thỉnh Thiên Tôn rời bước có việc thương lượng. Giang Nam nhận lấy thiệp mời, sau đó tự mình đến Đế Lân tinh cung, chỉ thấy Thanh Liên Tiên Tôn đã ở đó. Hai người gặp mặt, Thanh Liên Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại không tới, trong thiên hạ thiên quân đạo quân chúc mừng, hai vị cần gì phải bực bội như vậy. Đế Lân nghe vậy cười nói, hai vị rằng co chỉ vì tính toán cho tịch diệt kiếp, lo cho tương lai của tiên giới. Nếu đã không có kiếp số, như vậy hai vị đạo hữu không cần tranh cãi làm gì. Tiếp tục đánh nhau chỉ sợ bất lợi cho tiên đạo thời đại, nói không chừng sẽ bị hai vị đánh ra tịch diệt kiếp mới thôi. Hôm nay ta mời hai vị đạo hữu đến đây là muốn hóa giải ân oán của các người. Các người cũng không có đại thù, không chết không ngừng gì cả, không bằng bắt tay giảng hòa, không biết ý của hai vị như thế nào. Thanh Liên Tiên Tôn lướt mắt nhìn Giang Nam, lạnh nhạt nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn gạt mặt mũi ta vài lần, còn chiếm lấy tầng trời cao nhất trong tiên đạo, nói thế nào cũng là đối lý rồi. Hiện tại ta đã chứng trung cực đại đạo, cho dù hắn không muốn hòa, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta. Muốn giảng hòa chi bằng giao ra tầng cao nhất Đại La Thiên, sau đó rời khỏi tiên giới cùng ma giới, vĩnh viễn không được nhúng tay vào chuyện gì của tiên đạo thể đại. Nếu đáp ứng được, ta liền không trách lỗi xưa. Thiên Tôn, người chứng nguyên thủy đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên thủy chân chính rồi, không xem là chính quá. Nếu người muốn đánh, ta cũng sẽ phụng bồi. Ánh mắt Giang Nam chấp động nói, nhưng nếu bệ hạ giảng hòa, ta có thể biết thời biết thế bồi tội với Thiên Tôn, nói một tiếng xin lỗi. Nhưng nếu Thiên Tôn muốn đẩy ta ra khỏi tiên giới, không có khả năng này đâu. Tịch diệt kiếp của tiên đạo thể đại có tới hay không còn chưa biết được, ta không có khả năng rời khỏi tiên giới này. Ta cần phải bảo vệ an nguy sinh linh dưới trướng của ta. Thanh Liên Tiên Tôn hừ nói, người không nhường lại, ta cũng cướp lấy thôi.
Đế Lân thấy hắn nói chuyện sắc bén, không lưu chút tình cảm, vội vàng nói: Đạo huynh, nếu Thiên Tôn chịu nhận lỗi như vậy, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Đều tự lui nhường một bước là hơn, cũng tốt biến chiến tranh thành tơ lụa. Thanh Liên Tiên Tôn nói: Hắn đoạt đi cơ hội chứng đạo của ta, làm ta chứng đạo muộn mấy trăm triệu năm, ngăn trở người chứng đạo thù sâu như biển. Ta chỉ bảo hắn nhường ra Đại La Thiên, đuổi hắn ra khỏi tiên giới, ma giới, cũng đã lưu đường sống rồi, không có hạ sát thủ. Đế Lân khẽ nhíu mày nói: Đạo huynh, người cũng đã đoạn qua cơ hội chứng đạo của hắn, xem như giải quyết xong nhân quả. Hiện giờ Hỗn Độn Hồng Mông vực ngoại bị tịch diệt bao vây, đang ở trong thiên nhân ngũ suy rồi, tương lai tất nhiên sẽ lâm vào tịch diệt kiếp. Đường đường là Thiên Tôn, như thế nào có thể ở lại địa phương như này? Thanh Liên Tiên Tôn ha ha cười nói: Vực ngoại chính là Hỗn Độn Hồng Mông, hiện giờ không còn bao nhiêu cổ thần, ta tính toán đem nơi đó mở ra, làm cho tiên đạo vũ trụ hoàn toàn khuếch tán, biến thành thể đại còn phồn vinh hơn nguyên đạo thể đại. Hỗn Độn Hồng Mông cũng sẽ biến thành một bộ phận của tiên ma giới. Nếu rời khỏi tiên ma giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng không được ở nơi này. Trong lòng Giang Nam tức giận, thản nhiên nói: Nói như vậy, Tiên Tôn muốn đem ta lưu đày vào hư vô, vĩnh viễn không thể trở lại tiên ma giới hay sao? Nếu ngươi tự mình rời đi, chưa tính là lưu đày, mà là ngươi tự lựa chọn. Thanh Liên Tiên Tôn mỉm cười nói: Nếu ta động thủ bắt giữ ngươi, đem ngươi đuổi ra khỏi tiên đạo thể đại, đó mới chính là lưu đày. Đế Lân nghe vậy nhíu mày nói: Đạo không Thiên Tôn ở trong Hỗn Độn Hồng Mông, nếu đạo huynh mở Hỗn Độn Hồng Mông, chỉ sợ lại sẽ nảy sinh phân tranh thôi. Thì tính là cái gì? Thanh Liên Tiên Tôn thản nhiên nói: Mở ra cả vũ trụ, tiên đạo mới xem như chân chính huy hoàng. Nếu đạo không không đồng ý, cũng không ngăn cản được ta đâu. Đế Lân thở dài nói: Đạo huynh, dù sao chúng ta cũng có giao tình với đạo không, hai người chúng ta từ ngoài tới, đi tới vũ trụ này, nhiều ít có hắn khoản đãi, nhờ vậy mới sống yên ở đây được. Cũng đừng nhờ luận đạo cùng hắn, chúng ta mới thoát khỏi vu đạo, lĩnh ngộ ra tiên đạo. Chiếm nhà của người ta đã là đối lý rồi, còn đòi giết chủ nhân sao? Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: Lý niệm bất đồng, tự nhiên là phải tranh đấu rồi. Đem lý niệm của hắn uốn nắn trở lại. Ngươi yên tâm, ta không tới mức lấy tính mạng của hắn đâu. Dù sao chúng ta đều là bạn cũ cả, nhiều nhất tước vài phần ra mặt của hắn thôi, cho hắn biết đúng sai, sẽ không làm được quá phận. Đế Lân nhíu mày, cảm thấy vô cùng không ổn. Giang Nam cười ha ha nói: Ồ, nếu Tiên Tôn đánh phục đạo không Thiên Tôn, vậy bước tiếp theo là làm gì đây? Tất nhiên là giết tịch diệt đạo nhân, chấm dứt hậu hoạn rồi. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: Nếu tịch diệt kiếp vĩnh viễn không tới, đạo quân điện cũng không còn tác dụng. Ta sẽ đi đạo quân điện, chấn áp vô cực, khuất phục nguyên mẫu, để cho đạo tôn đạo quân điện chuyển kiếp tới tiên giới, góp thêm công sức cho tiên đạo thể đại. Tất nhiên có thể làm tiên đạo thịnh vượng tới cực điểm. Đến lúc đó, tiên đạo vĩnh viễn trường tồn, ta sẽ tá giáp quy ấn làm một ẩn sĩ, có lẽ sẽ trở lại cố hương thăm cố nhân một lần. Hắn thổn thức nói: Đế Lân, chỉ sợ cố nhân của ta chỉ còn lại cha của ngươi, luận đạo cùng hắn, đàm luận thế giới nơi này cũng là một cảnh tượng mới mẻ. Giang Nam đứng dậy, hướng Đế Lân chắp tay, cất bước đi ra ngoài nói: Bệ hạ muốn hòa giải, ta cảm kích vạn phần, thế nhưng đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tiên Tôn bá đạo, không nể tình người khác như vậy, thứ cho ta, khó có thể tòng mệnh, xin cáo từ. Đế Lân đang định giữ lại, Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: Nếu Thiên Tôn không nhường ra Đại La Thiên, cũng không nguyện rời đi. Ta có câu nói dây dưa, chi bằng sớm làm, không bằng bây giờ ta đem người lưu đày vào trong hư vô, sao, như thế nào? Giang Nam dừng bước lại, cười cười nói: Tốt, ta cũng rất muốn biết trung cực đại đạo của Tiên Tôn rút cục là cái gì. Đế Lân vội vàng khuyên can, Thanh Liên Tiên Tôn đứng dậy, đưa tay khẽ vẫy, Hồng Mông Thanh Liên xuất hiện trong tay, hắn lạnh nhạt nói: Cảnh giới ngươi chưa tới,
vĩnh viễn cũng không biết cảnh giới nguyên thủy cường đại như thế nào. Cũng thế mà thôi, cho người kiến thức một lần. Giang Nam tâm niệm chật động, chỉ thấy Đại La Thiên ầm vang chấn động, đột nhiên hóa thành một đạo linh quang lao vào hư không. Ngay sau đó liền xuất hiện trong tay của hắn, hóa thành nguyên thủy Đại La Bảo Kiếm. Hồng mông trong tay Thanh Liên Tiên Tôn bắt đầu khởi động, liên hoa bắn ra, hàng trăm triệu thời không xuất hiện, đem hành cung đế lân chấn cho dập nát. Hàng triệu hào quang lóe sáng sau đầu của Giang Nam, hóa thành tiên thiên lô bồng. Một kiếm đâm tới, chỉ nghe pang một tiếng, kiếm quang xuất hiện, va chạm hồng mông Thanh Liên, chấn đến tầng trời của đế lân ầm ầm hỏng mất, hóa thành hỗn độn hồng mông. Hồng trung trong lô bồng của Giang Nam bị chấn vang không dứt, lô bồng lung lay sắp đổ. Thanh Liên Tiên Tôn đánh tới một chưởng, Giang Nam nâng tay đối chiến, thân hình hai người chấn động kịch liệt, hồng trung bị phá nát, lô bồng cũng bị lực phản chấn hóa thành tro bụi. Lô bồng vừa vỡ ra, lập tức lại hiện lên vẫn bảo hộ Giang Nam. Đế Lân quát một tiếng, thế giới thụ tản ra, Khánh Vân xuất hiện, toàn lực chấn áp dư ba một kích của hai người, miễn cho tiên giới bị phá hủy. Hai vị dừng tay lại. Đế Lân tâm niệm vừa động, Khánh Vân áp chế bị công kích của hai người chấn đến, khí huyết không ngừng bốc lên, khó có thể đồng thời áp chế cả hai người. Hãy nghe ta một lời. Trong lòng Đế Lân trầm xuống, hét lớn một tiếng, thế giới thụ phong ấn thời không, Khánh Vân toàn lực chấn áp xuống, hắn quát lên. Hai người các ngươi động thủ, ta không áp chế nổi, tất nhiên sẽ đem hai giới đánh thành hỗn độn, mau, mau dừng tay lại. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, đánh về hỗn độn, ta khai thiên lần nữa là được, cũng không hao phí bao nhiêu pháp lực của ta cả. Trong mắt Giang Nam tràn ra linh quang, hung niệm cũng bộc phát, hắn lên tiếng nói. Cũng được, đánh vỡ tiên đạo thể đại thành hỗn độn, ta tới khai thiên lại, tái tạo một thời đại tốt hơn, sẽ đỡ bị khinh bỉ. Trên trán Đế Lân toát ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói. Hai vị không niệm tình sinh linh nhất giới này hay sao? Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, tái tạo nhất giới chúng sinh là được, chúng ta không phải không có bổn sự này. Đế Lân à, khi chúng ta đi vào phiến vũ trụ nơi đây vô cùng hoang vắng, còn không phải do mình tạo ra sinh linh hay sao? Giang Nam thu kiếm, xoay người liền đi nói, Tiên Tôn đem mình trở thành người ngoài, nhưng ta thì không. Bệ hạ ngăn hắn lại, nếu không thật sự sẽ đem tiên đạo thể đại đánh hỏng. Thanh Liên Tiên Tôn đang muốn đuổi theo, Đế Lân vội vàng ngăn lại, cười nói, đạo huynh, nếu Tiên Tôn đã lui nhường, xem như ngươi đã thắng một lần rồi, làm gì tiếp tục đánh nữa như vậy? Dư ba của hai ngươi chiến đấu ta không chấn áp được đâu. Thanh Liên Tiên Tôn thu hồi hồng mông Thanh Liên nói, năm đó ta và ngươi rời khỏi cố hương, ta đã nói qua với cha ngươi, ta không muốn cúi mình với người khác như vậy. Hôm nay thu tay lại, tương lai sẽ vẫn phải đánh thôi, luận ra thắng thua, làm cho Nguyên Thủy Tiên Tôn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vừa rồi ngươi cũng đã thấy được, ta thắng hơn hắn một đường. Đế Lân à, chúng ta là đồng hương, ngươi không giúp ta thì cũng thôi, trái lại còn nói chuyện giúp hắn sao? Ngươi phải biết rằng ta và ngươi đều là người ngoài đến đây, những cường giả bàn thổ chưa bao giờ đem chúng ta xem là người một nhà. Nếu chúng ta không liên thủ, còn không phải bị bọn hắn khi dễ hay sao? Đế Lân lắc đầu nói, Tiên Tôn nói đùa rồi, hiện giờ ta và ngươi đều chứng được nguyên thủy, ai còn có thể khi dễ chúng ta được đây? Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu nói, trong lòng của ngươi vẫn còn có khúc mắc oán giận ta, đã đánh nát thổ lô mà cha ngươi cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là tai họa, mà Tịch Diệt Đạo Nhân là tâm phúc đại họa, tiềm phúc trong tiên đạo thời đại của chúng ta, thời khắc mưu đồ tịch diệt chúng ta. Ngoài ra là còn có Vô Cực Thiên Tôn, là hạng người dã tâm bừng bừng, muốn tiêu diệt tiên đạo thể đại. Ngay cả hai chúng ta cũng phải hóa thành tro bụi, hoàn thiện nhân quả đại đạo của hắn ta, chứng trung cực đại đạo. Chúng ta không liên thủ, ta không thể tự mình giết chết bọn hắn được. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu, xoay người rời đi nói, hiện tại ta càng ngày càng khó nói chuyện được với ngươi. Từ trước khi ngươi còn nhỏ yếu thì đối với ta nói gì nghe vậy, hiện giờ ngươi còn chứng đạo trước cả ta, theo lý ngươi hẳn là đại tiên tôn mới phải.
ngươi lại càng không nghe theo lời của ta. Hơn phân nữa, ta nên làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn ta làm Đại Thiên Tôn rồi. Trong lòng của ngươi vẫn còn khúc mắc như vậy. Cũng được thôi, ngươi không giúp đỡ ta, tự mình ta đi làm vậy. Thanh âm của hắn xa xa truyền tới nói: Đế Lân à, ta thật sự không phải lưu luyến quyền thế danh lợi, mà là trong lòng có lý niệm cần hoàn thành. Đợi sau khi ta hoàn thành sự nghiệp trong giấc mộng, ta bước ra ẩn lui, người tới hưởng thụ thành quả. Khi đó người mới biết lòng ta rộng lớn bậc nào. Đế Lân tiến lên một bước, chỉ thấy Thanh Liên Tiên Tôn đã biến mất vô ảnh vô tung, làm cho hắn muốn lưu cũng không lưu được. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ tiến lên thấp giọng nói: Sư tôn, Tiên Tôn hắn muốn làm ẩn sĩ, nói mình muốn đi dạo chung quanh, lại muốn hoàn thành lý niệm của mình, làm cho mình không phất phục dưới chân của người khác kia. Đế Lân lắc đầu, cười hăng hắc nói: Không cúi mình với người khác thì cần vung tay khuất phục hết thảy, kết quả làm sao làm ẩn sĩ được đây. Năm đó ta từng nói qua, nếu ta là thanh đế, quả quyết sẽ không giống như thanh đế. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ cười hỏi: Sư tôn đang lo lắng cho Tiên Tôn sao? Hiện giờ thực lực của Tiên Tôn đã tới đỉnh cao, có cần lo lắng điều gì nữa đây? Hey, thực lực của hắn đích xác có 102 trong thiên hạ, thế nhưng tồn tại ẩn hoạn thật lớn kìa. Đế Lân thở dài nói: Hắn còn chưa đạt tới nguyên thủy chân chính, chỉ là nghiệm chứng tính khả thi chứng đạo hồng mông mà thôi. Hắn tranh chấp với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ miễn cưỡng thắng được một đường, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa chứng đạo cũng đã làm được một bước này rồi, đại biểu con đường của hắn mới là chính thống kìa. Tiên đế Đế Lân không khỏi nhớ tới giấc mộng tương lai mà Giang Nam triển lãm cho hắn xem qua. Tuy Giang Nam nói là mộng, thế nhưng Đế Lân đã mơ hồ tin tưởng đã là chuyện chân thật phát sinh. Nếu thời đại tiên đạo thật sự có tịch diệt kiếp đến, chỉ sợ khó thoát liên quan với Tiên Tôn. Nói đến đây, tinh thần của Đế Lân rung lên, hắn lên tiếng: Đinh Linh, người liên lạc với những đạo quân khác đi, dặn họ chuẩn bị tương lai chiến tranh. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ cả kinh, lập tức không người lui ra. Đế Lân cũng không quyến luyến quyền thế, bởi vậy đem 31 đạo quân dưới trướng của mình giao cho Đinh Linh xử lý. Huyền Đô, Tự Nhiên, Thái Chân đều là sư huynh của Đinh Linh, tự ẩn cư một phương nơi xa xôi, chẳng qua vì danh lợi đạm bạc nên thế lực không lớn. Chỉ có dưới trướng Đinh Linh tụ tập nhiều đạo quân, thiên quân, xây dựng một đại giáo kinh người. Mà vào lúc này trên Đại La Thiên, thần thức của Giang Nam khởi động. Không qua bao lâu, toàn bộ cường giả xuất thân từ Huyền Châu đã nhận được thần thức truyền âm chạy tới Đại La Thiên. Kế Đô Ma Tổ, Vạn Chú Đạo Quân, Thánh Ma Đạo Quân đều lập tức khởi hành. Thậm chí cả Giang Tuyết Tình cũng xuất lĩnh đạo quân ẩn cư của Thiên Môn chạy tới. Kể cả Vạn Tượng Đạo Tổ giờ phút này cũng triệu hồi Định Quang Ma Đế, xuất lĩnh đạo quân Nguyên Dục Thái Cực Thiên tiến đến. Mấy năm sau trên Đại La Thiên, quần anh tập hợp thật nhiều đạo quân thiên quân, đem Đại La Thiên chiếu sáng huy hoàng. Giang Nam nhìn lướt qua mọi người, thấy thủ hạ đã đến, hắn lên tiếng nói: Chư vị, thời đại tiên đạo sắp tiến vào trong kiếp số rồi, các ngươi hãy chuẩn bị cho chiến tranh thôi. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương đều giật mình. Nguyệt Bột nữ đế, đệ tử Kế Đô từng có kiều oán với Vân Liên, thường xuyên tranh đấu lẫn nhau, giờ phút này cũng đã tới Đại La Thiên, vội vàng nói: Đại Thiên Tôn, hiện giờ thời đại tiên đạo chưa bị suy sụp, thật nhiều đạo quân cùng với các tiền bối đều nói rằng tịch diệt kiếp của thời đại tiên đạo vĩnh viễn sẽ không tới được. Vì sao Đại Thiên Tôn còn muốn chúng ta chuẩn bị cho chiến tranh đây? Kế Đô Ma Tổ gật đầu nói: Tiền ma giới vũ trụ ảnh chiếu lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Tiền ma nhị giới không ngừng phát triển khuếch trương, sẽ vĩnh viễn tiến bộ. Phụ thần à, hiện giờ tiên đạo chưa suy kiệt, lẽ ra sẽ không có kiếp số mới phải. Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái Lão Nhân cùng Tương Khang bọn họ đều liếc nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc nói: Thiên Tôn, tiên đạo vô kiếp đã tới trung kỳ, thế nhưng chưa có dấu hiệu tịch diệt. Theo lý mà nói đã tránh được kiếp số rồi, nếu có kiếp số cũng phải đợi thêm 5.600.000.000 năm nữa kìa. Vạn Tượng Đạo Tổ cười ha ha, đằng đằng sát khí nói: Chư vị,
tiên đạo há có thể không có kiếp số được đây. Thiên địa là đại nhân quả, chỉ cần có nhân quả thì phải có kiếp số thôi. Tịch diệt kiếp của tiên đạo nhất định sẽ tới. Thiên tôn muốn chúng ta chuẩn bị trước tiên, cũng là muốn cho các người sống sót trận hạo kiếp này. Trước mặt đại kiếp nạn, chỉ có chiến tranh mới có thể thoát kiếp được thôi. Lời nói của vạn tượng đạo hữu tuy rằng cực đoan, thế nhưng có vài phần đạo lý trong đó. Kiếp số tiên đạo không phải do thiên địa đại đạo suy kiệt mà dựng lên, mà là nhân kiếp gợi lên, sau đó là thiên nhân ngũ suy, đại đạo khô vong. Ánh mắt của Giang Nam quét tới, trầm giọng nói: hiện giờ ta đã mơ hồ nhìn thấy một tia dấu hiệu. Ta cho các ngươi chuẩn bị chiến tranh, miễn cho tương lai bị nhân kiếp nổ báo, các ngươi sẽ trở tay không kịp, bị người chém giết vẫn lạc. Hồng, Quân, Bỉ Ngạn, Kế Đô, Thánh Ma, Vạn Chú, các ngươi liên thủ thiên quân đạo quân, tế luyện tam giới 33 thiên, đem 33 thiên luyện thành pháp bảo, bảo vệ tam giới chúng sinh. Trong thời gian này, ta truyền đạo cho các ngươi, tăng lên cảm ngộ đại đạo cho các ngươi, tăng cường thực lực, ứng đối kiếp số sắp tới. Hồng Nhi, Quân Nhi, Bỉ Ngạn, Kế Đô, Tuyết Tình, Vạn Vật, các ngươi được đến tiên đạo chí bảo, hiện giờ hãy tế luyện tiếp cận trình tự linh bảo đi thôi. Hãy đem ra đây, ta hủy diệt hậu chiêu của đế cùng tôn lưu ở bên trong, miễn cho lúc đại chiến các ngươi bị linh bảo do mình tế luyện biến thành tro bụi. Mọi người nghe hắn nói vô cùng ngưng trọng, trong lòng đều nghiêm túc, liền gật đầu đồng ý. Hồng đạo nhân lấy ra bản cổ thập nhị thiên luân, Quân đạo nhân lấy ra hỗn nguyên thiên tán, Kế Đô lấy ra hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, Bỉ Ngạn lấy ra huyền hoàng chấn đạo đỉnh, Giang Tuyết Tình đưa ra La Thiên Khánh Vân, Vạn Tượng Đạo Tổ cũng đem Kim Quang chấn đạo đỉnh giao cho Giang Nam. Những tiên đạo chí bảo đều là do đế cùng tôn sở luyện, cơ duyên vừa tới sẽ chọn người hữu duyên. Sau khi mọi người lấy được chí bảo, chứng được đạo quân, liền tinh tế tế luyện, lấy đại đạo bản thân cùng linh quang luyện nhập bên trong, ngày đêm sở luyện. Giang Nam đem pháp bảo tế luyện một phen, xóa bỏ hậu chiêu của đế cùng tôn lưu ở bên trong. Mặc dù cấp bậc như Hồng đạo nhân cùng Quân đạo nhân cũng không có phát hiện, nhưng đối với Giang Nam mà nói thật không khó khăn gì. Giang Nam đem pháp bảo trả lại cho mọi người, để họ rời khỏi Đại La Thiên đi tế luyện tam giới 33 thiên. Tam giới nguyên bản chính là bảy đại vũ trụ hạ giới, là nơi thí nghiệm của đế cùng tôn, cũng là nơi xuất thân của cường giả Huyền Châu như Giang Nam, sau lại bị cường giả Huyền Châu đem lên tiên giới tế luyện lại một phen trở thành căn bản. Vân Liên xây dựng tiên đình dựa theo tam giới làm căn cơ, thật nhiều thiên quân đạo quân dưới trướng cũng thường tế luyện tam giới, làm cho chúng sinh đạt được chỗ tốt không ít. Không chỉ như thế, tiên đình của nàng xây dựng trên 33 thiên, ở nơi này xử lý triều chính. Hiện giờ 50 đạo quân Đại La Thiên đồng loạt ra tay tế luyện tam giới, đem chư thiên tam giới luyện thành một khối, biến thành pháp bảo cực kỳ khổng lồ, có được lực phòng ngự kinh người. Đương nhiên được ưu đãi nhiều nhất vẫn là Vân Liên, dù sau nàng là tiên đình nữ đế, tam giới càng mạnh, chỗ tốt của nàng càng nhiều. Thiên tôn nói nhân kiếp sẽ tới, hiện giờ tiên đạo thể đại có đế cùng tôn hai cự vô bá trấn thủ, ai dám phát động nhân kiếp đây? Trong lòng các đạo quân thiên quân vẫn cực kỳ khó hiểu. Một ngày này, vực ngoại tiên ma nhị giới, bên trong hỗn độn hồng mông, sương mù nặng trĩu, phiến không gian hỗn độn đã mất đi sức sống, nơi nơi đều là đại mộ cùng bia đá của các cổ thần lưu lại sau khi chết đi. Bên trong đạo quân quả vị đại điện, Bạch Nghi đạo không cùng Hắc Nghi đạo không đang giảng đạo cho các cổ thần. Hiện giờ còn có thể duy trì đại đạo không bị suy kiệt, chỉ có tòa đại điện này mà thôi. Mặc dù đạo không chưa chứng được nguyên thủy như Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân, thế nhưng không tầm thường, tu vi sâu không lường được, lấy sức một mình bảo vệ số tộc nhân ít ỏi còn lại. Đương nhiên có thể đi vào đạo quân quả vị đại điện cũng không tầm thường, đều là thiên quân đạo quân của cổ thần bộ tộc. Đạo không đang giảng giải ảo diệu đại đạo, đột nhiên lòng có cảm giác, sắc mặt khẽ biến, nhìn linh nữ La Hầu đại diễn nói: các ngươi thu thập một phen rời khỏi nơi đây, đi đạo quân điện, tới nơi đó tự nhiên sẽ có người đón các ngươi nhập điện. Nhóm người linh nữ kinh ngạc, Trung Thiên vội vàng hỏi: lão tổ, vì sao chúng ta phải tới đạo quân điện? Đạo không im lặng không đáp, mọi người bất đắc dĩ đành cùng các hỗn độn thiên quân thu thập đồ đạc mà rời khỏi đạo quân quả vị đại điện,
chạy tới đạo quân điện. Bên trong đạo quân quả vị đại điện chỉ còn lại hai đạo không đạo nhân. Hỗn độn của thần bộ tộc chúng ta cũng từng huy hoàng. Năm đó nếu đế cùng tôn không tới nơi đây, ta không trợ giúp hai người bọn họ, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Hai vị đạo không buồn bã thở dài, đều tự đứng dậy, dựa lưng vào nhau. Chỉ thấy thân thể bọn họ bắt đầu tương dung, hóa thành từng đạo linh quang, dung hợp với nhau. Chân khí của hắn càng ngày càng mạnh, thực lực càng ngày càng khủng bố. Nguyên bản chỉ có đạo quân đỉnh cao cảnh giới, giờ phút này thẳng tắp tăng lên, chỉ vài lần hô hấp đã đạt tới tiêu chuẩn đạo quân viên mãn. Dĩ thần chứng đạo, thân cùng thần hợp, thân cùng quả hợp. Hỗn độn chứng đạo của ta không thua Hồng Mông chứng đạo. Đại đạo quanh thân đạo không nổ vang chấn động, linh quang vô cùng vô tận bắn ra. Đây là hỗn độn chứng đạo, là biểu hiện hỗn độn tiên thiên tu luyện tới cảnh giới cuối cùng. Giờ khắc này, thậm chí cả không gian hỗn độn chấn động, ngay cả chân khí tịch diệt của cổ thần thời đại cũng bị hắn áp chế xuống. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân cùng đạo không đi con đường không giống nhau. Thanh Liên Tiên Tôn đi con đường Hồng Mông tiên thiên, Hồng Mông chứng đạo, mà phương thức đi tới cuối là lấy bảo chứng đạo. Đế Lân là nguyên thần tiên thiên, nguyên thần chứng đạo, phương thức đi tới cuối là lấy thần chứng đạo. Mà đạo không là hỗn độn tiên thiên, hỗn độn chứng đạo, lựa chọn phương thức là lấy thân chứng đạo. Thanh Liên Tiên Tôn, vì sao ngươi không ngăn cản ta chứng đạo? Đạo không đạo nhân xoay người, hai đầu bốn tay bốn chân, uy phong lẫm lẫm, quanh thân tràn ngập chân khí, có một không hai trong thiên hạ. Nhục thể của hắn đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ vô tận, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện qua thân thể hoàn mỹ như thế. Mỗi một sợi lông, làn da, hoa văn, mỗi một mạch máu lưu động, mỗi một khung xương cơ nhục vận chuyển đều vô cùng hoàn mỹ. Hắn giơ tay nhấc chân, phảng phất như có sức mạnh to lớn khai thiên tích địa vậy. Đạo không đạo nhân nhìn ra cửa điện, chỉ thấy Thanh Liên Tiên Tôn cất bước đi tới. Hồng Mông thanh liên phiêu phù phía sau ba trượng, hồng mông dày xúc tích không gian vô cùng vô tận, che giấu thần thông vô biên. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn nhục thể của hắn, tán thưởng một tiếng, thản nhiên nói: "Đạo không, nếu ngươi không chứng đạo, ta tranh chấp với ngươi không có nửa phần áp lực. Chỉ có ngươi chứng đạo mới có bổn sự luận chiến luận đạo với ta." Đạo không lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi ngăn cản ta chứng đạo thì còn có khả năng, thế nhưng hiện giờ ta đã chứng được đạo, ngươi không còn có khả năng, có thể nói ngươi không khôn ngoan." "Hô, đều không phải như vậy, cuộc chiến hôm nay chính là nhất định rồi." Thanh Liên chân thành nói: "Đạo hữu à, đạo quân quả vị đại điện của ngươi mượn dùng đạo quá của các đạo quân chất chứa đại đạo, luyện thành tiên thiên bất diệt linh quang, dùng để thăng hỗn độn tiên thiên của ngươi. Hỗn độn tiên thiên là vạn đạo quay về hỗn độn, vạn đạo hợp nhất lại, cùng Hồng Mông tiên thiên của ta ngang nhau mà cao cấp, cao đẳng, có được lực lượng cùng nguyên lực khôn cùng. Thế nhưng thời đại thuộc về hỗn độn của thần đã qua, thời đại suy bại, hỗn độn đại đạo cũng đi theo mà suy bại. Đây là điểm mà hỗn độn tiên thiên không bằng Hồng Mông tiên thiên." "Đạo không đạo hữu, cổ thần thời đại đã cần kết thúc rồi, tịch diệt kiếp sẽ tới, nơi này không còn một bóng người nào, ngươi cần gì phải giữ gìn nơi đây cùng ta tranh chấp như vậy?" Thanh Liên nhìn hắn nói: "Tương lai hỗn độn cổ thần sẽ không còn tồn tại, phiến hỗn độn này không phải biến thành nơi vô chủ hay sao? Ngươi ngăn cản ta mở phiến hỗn độn này không có tác dụng chút nào cả." Đạo không đạo nhân lắc đầu nói: "Tiên tôn, nơi này dù sao cũng là nơi dừng chân cuối cùng của cổ thần bộ tộc. Nếu ta nhường ra, cổ thần thật sự chân chính đoạn tuyệt. Năm đó cổ thần bộ tộc chiếm cứ cả vũ trụ hồng hoang, mà nay chỉ còn lại một chút nơi ở lại bé nhỏ đến không đáng kể. Tiên tôn lại muốn khai mở đi ra, như vậy diệt cổ thần bộ tộc không phải là tịch diệt kiếp mà là tiên tôn kìa. Nếu là như vậy, ta chính là tội nhân của cổ thần bộ tộc. Năm đó nếu ta không thiện đãi hai vị, làm gì có ngày hôm nay đấy?" Thanh Liên nhíu mày nói: "Cổ thần có thể chuyển kiếp tới tiên giới, trở thành một chủng tộc trong tiên giới, không đến mức bị diệt tộc." Đạo không nghe vậy ha ha cười nói: "Như vậy
hỗn độn cổ thần còn là hỗn độn cổ thần hay sao? Còn không gọi là diệt tộc hay sao? Tiên tôn, không cần nói nhiều, mời. Thanh Liên thở dài, nghiêm mặt nói. Mời. Bốn chân đạo không cùng động, nhất thời trời sụp xuống, một quyền oanh thẳng Thanh Liên. Mà vào lúc này, mấy tay khác của hắn, hoặc trưởng, hoặc ấn, đồng thời khởi lên lực lượng. Nếu hiện giờ muốn khai thiên tích địa, căn bản không cần mượn dùng tiên thiên pháp bảo hay linh bảo, cũng không cần tiêu phí thời gian lâu dài, chỉ dựa vào chính con đường của hắn nghiệm chứng đã có thể thành công khai thiên, đem hỗn độn mà mở ra. Hồng mông Thanh Liên di động, phiêu phù trên đỉnh đầu của Thanh Liên, tam hoa tụ đỉnh, hợp lực thúc dục Thanh Liên, thể hiện ra khí tượng hồng mông dày nặng khôn cùng. Đạo không đồng xuất quyền lẫn cước, nháy mắt vô số đạo công kích đánh lên hồng mông Thanh Liên, chấn đến cánh hoa phá nát, mà hồng mông Thanh Liên lại tiếp tục nở rộ, không ngừng trào ra, còn nhiều hơn số hoa bị đánh nát kia. Trong nháy mắt, hai người giao thủ, hàng rào tiên giới vũ trụ dưới chân bị ầm ầm áp bách, từng phiến tinh vực bốc hơi không còn. Vào lúc này, Đại La Thiên đột nhiên cấp tốc bành trướng, dọc theo đỉnh màn trời trải rộng ra, tầng tầng lớp lớp tinh quang không ngừng lan tràn, ngăn trở dư ba công kích của hai người, miễn bị xâm nhập tiên giới tạo thành hủy diệt. Ngoài ra, còn một gốc thế giới thụ rủ xuống, cành lá khởi động Đại La Thiên, dễ cây liên tiếp ma giới vũ trụ, chính là Đế Lân ra tay tế lên nguyên thần đạo quả của mình bảo hộ tiên ma nhị giới. Dù sao chỉ dựa vào Đại La Thiên của Giang Nam rất khó chống đỡ được hai người công kích, nếu hắn không ngăn cản được, chỉ sợ dư ba công kích đủ chấn vỡ cả hai giới. Bên trong tiên ma nhị giới, các đế quốc, bộ tộc, vô luận tiên ma hay là các sinh linh khác vẫn tự phồn diễn sinh sống, không hề cảm ứng được của các chiến ngoài thiên ngoại. Chỉ có đạo quân trở lên mới cảm ứng được lực lượng khủng bố cùng đáng sợ bộc phát bên ngoài hỗn độn hồng mông. Mà trên Đại La Thiên, Giang Nam gọi người dưới trướng đến nơi đây quan sát cuộc chiến kinh tâm động phách bên ngoài thiên ngoại. Cuộc chiến này làm thật nhiều đạo quân sắc mặt xám xanh như cho tàn. Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn thật sự quá mức cường đại, giao thủ trình độ bậc này, nếu đổ lại là đạo quân nào cũng chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị đánh thành cho bụi. Lão gia, cuộc chiến này ai thắng ai bại đây? Vân Liên nhìn sắc mặt Giang Nam hỏi. Thanh Liên Tiên Tôn tất thắng, không thể nghi ngờ. Giang Nam đang xem cuộc chiến, hắn lên tiếng nói. Thanh Liên Tiên Tôn thiên phú dị bẩm, nguyên thần cường đại vô cùng, nguyên thần cũng là nhục thể, còn là pháp bảo, so với Đạo Không Thiên Tôn di thần chứng đạo mạnh hơn một bậc. Hơn nữa cổ thần thời đại đã bị tịch diệt, tuy đạo không không bị ảnh hưởng bao nhiêu thì nhưng vẫn có ảnh hưởng. Mà thời đại tiên đạo đang trong thời kỳ cường thịnh, đạo của tiên tôn cùng vũ trụ tương hợp, tự nhiên phải áp chế hơn một bậc rồi. Các ngươi xem, tiếp qua một lát thôi là có thể phân thắng bại. Vẻ mặt của Quân đạo nhân không đành lòng nói. Tiên đạo có thể khai thiên, công lao của Đạo Không Thiên Tôn không nhỏ, thấp nhất cũng có ba thành công lao. Thanh Liên Tiên Tôn bức bách Đạo Không Thiên Tôn như vậy. Vạn Tượng Đạo Tổ quả quyết nói. Tranh đấu giành thiên hạ sẽ có thật nhiều huynh đệ, thế nhưng làm hoàng đế thì chỉ có một thôi, những người khác chỉ có thể làm thần tử. Thanh Liên Tiên Tôn muốn nắm hết thầy ở trong tay, tự nhiên sẽ xuống tay với Đạo Không Thiên Tôn. Hắn bước xong được đạo không, bước tiếp theo sẽ là đối phó với Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt tiềm phục trong tiên đạo vũ trụ, thu dọn hắn mới không có hậu hoạn. Thu dọn xong Tịch Diệt, hắn nhìn qua Giang Nam cười nói, sẽ chính là Thiên Tôn. Mọi người im lặng. Thanh Liên Tiên Tôn không làm gì được ta đâu. Giang Nam lạnh nhạt nói, hơn nữa hắn chưa chắc qua được cửa ải của đạo không. Đạo không đã sớm liên thủ với Vô Cực Thiên Tôn, người kia há sẽ không ra tay hay sao? Ở vực ngoài, cuộc chiến giữa hai người đã tới thời kỳ mấu chốt, chỉ thấy hỗn độn hồng mông giờ này đang không ngừng khai mở. Hồng mông Thanh Liên liên tục khuếch trương, từng đóa hoa nở rộ, hỗn độn tách ra, huyền hoàng diễn biến, thanh khí nổi lên, chọc khí trầm xuống, thủy phong hỏa xuất hiện, nhật nguyệt tinh thần lại sinh ra. Tuy thế công của đạo không vẫn vô cùng mãnh liệt, thế nhưng không gian hỗn độn ngày càng ít, cuối cùng đều bị mở mang ra ngoài. Nơi ở cuối cùng của hỗn độn của thần bộ tộc không còn sót lại chút gì. Theo điểm này liền có thể thấy được Thanh Liên đích xác hơn hắn một đường.
Cùng lúc đó, Hồng Mông Thanh Liên bắt đầu tập kết thiên địa lực lượng áp chế đạo không. Đạo hữu, không bằng ngươi chuyển kiếp đến tiên giới, ngươi vẫn sẽ là tiên tôn, sao, như thế nào? Thanh Liên cười nói. Đạo không hừ một tiếng, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Đúng vào lúc này, bên trong tiên giới, đột nhiên một đạo ngân quang bắn nhanh mà đến, phút chốc xuyên qua thế giới thụ, thẳng tới Đại La Thiên. Giang Nam tâm niệm vừa động, Đại La Thiên vỡ ra một đường, tùy ý cho đạo ngân quang kia xuyên qua. Đoang một tiếng, ngân quang bắn thủng phòng ngự của Hồng Mông Thanh Liên, nện lên gáy của Thanh Liên Tiên Tôn, đem hắn tạp đến lào đảo. Đạo ngân quang đánh trúng Thanh Liên, nhất thời hiện hình là một chiếc rũa ngân quang lóng lánh, mạnh mẽ chướng lên. Ngân trác hiện ra thời không như hắc động, hướng Thanh Liên nuốt tới. Hắc động trong ngân trác không chỉ một tầng mà là 22 tầng, tựa hồ thông suốt 22 thời đại tiền sử, truyền ra lực khắp xả, khủng bố kinh người. Thậm chí cả tam thánh trên đỉnh đầu Thanh Liên đều không thể đứng yên, xoẹt một tiếng liền bị kéo vào trong ngân trác, trực tiếp bị thời không lực lượng nghiền diệt thành tro bụi. Thanh Liên cũng không thể đứng vững, cơ hồ bị kéo vào trong ngân trác. Hồng Mông Thanh Liên tỏa sáng hào quang, tầng tầng lớp lớp liên hoa tràn ra, chỉ thấy cánh hoa như vũ trụ nở rộ, không ngừng đối kháng với lực hấp xả của ngân trác, làm cho ngân trác không thể cắn nuốt chính mình. Vô cực thiên tôn! Thanh Liên đứng vững thân hình, hừ lạnh một tiếng. Hồng Mông Thanh Liên bắn về phía trước, ngân trác bay ngược, lập tức ngân quang chút xuống như nước, lại hướng Thanh Liên xoắn tới. Đạo không đứng vững thân hình, thế nhưng cũng không cùng ngân trác với công Thanh Liên. Ngân trác cũng lập tức dừng lại, không tiếp tục tấn công nữa. Vô cực đạo huynh, ta đã thất bại. Đạo không nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nơi dừng chân cuối cùng của hỗn độn cổ thần bộ tộc đã bị Thanh Liên mở ra, hóa thành tiên giới. Hắn thầm than một tiếng, cất bước rời đi, ảm đạm nói. Tiên tôn, ta cùng vô cực đạo huynh nếu như liên thủ, cho dù thắng ngươi cũng không có gì đáng tự hào. Hôm nay từ bỏ, ngày khác sẽ tới đòi lại nhân quả. Thanh Liên trầm lặng, thu Hồng Mông Thanh Liên, hắn cười nói. Người có vô cực thiên tôn tương trợ, ta cũng có đế lần giúp đỡ. Nếu tiếp tục động thủ, các ngươi cũng không địch lại đâu. Vô cực thiên tôn, hôm nay ngươi đánh ta một kích này, ngày sau ta cũng muốn cùng ngươi kết thúc nhân quả này. Ồ, tùy thời sẽ phụng bồi. Ngân trác càng ngày càng nhỏ, thanh âm vô cực thiên tôn từ bên trong truyền đến, sau đó hóa thành đạo ngân quang đi xa. Thanh Liên nhìn về hướng Đại La Thiên, chỉ thấy Đại La Thiên đã thu nhỏ lại, mà thế giới thụ cũng khôi phục như thường. Vừa rồi nếu không có Đại La Thiên cùng thế giới thụ bảo hộ, chỉ sợ trong tiên giới trăm họ lầm than sẽ tử thương vô số. Niệm tình ngươi có công bảo hộ tiên giới, ta cũng không truy cứu ngươi, trộm thả ngươi, làm cho pháp bảo vô cực thiên tôn công kích ta. Thanh Liên lẩm bẩm, liền xoay người rời đi. Thank you.